cái khí ga thì nó cũng rất là độc khi là khi ban đêm. Các anh chị cứ hình dung đi, ban đêm như các anh chị đang ngủ hết rồi và cái khí ga mà nó rò rỉ ra trong nhà, và như là buổi tối khuya thì các anh chị vô tình các anh chị đi toilet, các anh chị có thể là bật công tắc điện lên thì là vô tình là các anh chị có thể là làm một cái lửa mồi để gây ra sự cố cháy lớn hơn đó. Và với cái đầu báo này thì đây là một trong những cái giải pháp mà công ty có thể là gửi đến các anh chị. Đây là cái đầu báo ga BCA712AB đó. Đây là cái đầu báo rất là dễ sử dụng cho các anh chị. Các anh chị có thể là sử dụng lắp đặt cái đầu báo này ở đâu, có thể là gần bếp ga, bình ga ha. Và các anh chị chỉ việc là mình có hai cái đầu báo này, nó có sử dụng là hai nguồn điện. Thứ nhất là sử dụng nguồn điện áp AC, thứ hai là sử dụng cái nguồn điện áp là pin 9V. Các anh chị thấy mình mở phía sau ra đây, phía sau ha, thì mình mở cái nắp này ra. Ở bên trong đây là nó có sử dụng cho các anh chị là cục pin 9V. Và các anh chị là có phần chú ý là các anh chị nên sử dụng pin sạc. Nếu như các anh chị sử dụng cả hai nguồn điện, nguồn AC và DC thì là nên sử dụng pin sạc nha. Còn nếu như các anh chị sử dụng chỉ là pin không á, nếu mà các anh chị sử dụng pin thường á thì các anh chị tuyệt đối là không được cắm nguồn nha. Tuyệt đối là không được cái cắm nguồn này nếu các anh chị sử dụng pin thường. Đó, bởi vì là tại sao là khi cái pin mà cái gì cắm này vô nó sẽ gây nó sạc vô trong cái cục pin thì là rất là nguy hiểm. Chính vì vậy các anh chị là lựa chọn một trong hai thôi. Một là nếu mà các anh chị sử dụng điện AC thì là không dùng pin. Mà nếu mà các anh chị muốn dùng pin là phải sử dụng nha, đó là cái lưu ý. Và lưu ý rất hay là rất hay nữa là cái đầu báo ga này nó hỗ trợ cho các anh chị là khí ga và khí CO ha. Khí CO là cái khí rất là độc hại, khi các anh chị nấu bếp nấu than hay là bếp than của ông thì nó sẽ phát ra những cái chất khí rất là nguy hiểm. Nếu ban đêm các anh chị mà ngủ say mà vô tình các anh chị hít phải những cái khói khí này có thể là gây các anh chị sẽ bị ngất ha, bị ngất. Và các anh chị ngất và trong trường hợp nếu như có cháy thì là các anh chị sẽ không tránh thoát khỏi cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và các anh chị biết ngoài khí ga, khí CO nó còn có những cái chất khí khác, và nó phân ra làm hai loại, là cái loại khí là nhẹ hơn không khí và cái loại khí là nó nặng hơn không khí. Đối với những chất khí mà nó nặng hơn không khí á, thì nó sẽ bay lơ lửng ở tầng sàn mặt đất của chúng ta ha. Và với những cái khí nó nhẹ hơn không khí thì nó sẽ bay lên trên trần nhà ha. Chính vì vậy với cái đầu báo này nó hỗ trợ cho các anh chị là cả hai loại khí luôn, nó báo được luôn nha. Đó, chính vì vậy các anh chị tùy theo, ví dụ như nhà các anh chị là sử dụng bình ga, bếp ga hay là các anh chị kinh doanh về ga, các anh chị có thể lưu ý lắp đặt cái báo ga này. Và tốt nhất thì các anh chị nếu mà kinh doanh về các loại khí ga thì các anh chị nên trang bị hai cái, một cái là dưới đất gần mặt đất và một cái là có thể là trang bị gần phía trên trên trần nhà ha. Rồi cái một cái lưu ý nữa là khi cắm điện thì các anh chị cấp cái nguồn vào cho thiết bị này thì cái thiết bị này nó cần cái thời gian là khoảng tối thiểu là khoảng 3 phút để nó khởi động. Sau thời gian 3 phút đó thì là nó mới vào trong chế độ hoạt động nha các anh chị. Có nhiều các anh chị là mới vừa cắm điện xong thì thiết bị nó đang khởi động, chưa khởi động xong, các anh chị hỏi anh Minh ơi sao test chưa thấy nó báo. À vâng, xin thưa là mình phải đợi cái thời gian 3 phút. Sau thời gian 3 phút là nó chế độ khởi động xong rồi nó chế độ hoạt động được. Bây giờ mình thử cắt nguồn nha các anh chị. Đây. Cái bảng bên đây thì nó cũng có đây một cái báo ga nữa, cũng có hãng Samsung và Zalando cũng có ha. Thì hai cái báo ga này nó có ưu điểm và khác điểm như thế nào? Thì với cái báo ga này ha, thì là nó có thêm cái sức gõ ra điện áp 12V. Với cái sức gõ ra điện áp 12V này thì các anh chị có thể đấu thêm đèn còi để chi, để cho cái nó hú lớn hơn, cái âm thanh nó lớn hơn, nó truyền tải được cái cảnh báo lớn hơn trong cái không gian đó, để cho mình có thể là biết được và mình lẩn tránh cho mình chạy trốn, mình kêu gọi mọi người dân sơ tán đó. Và cái chức năng rất hay thứ hai của cái báo ga này á là nó có thể kết nối không dây với những cái trung tâm báo động của hãng Bicotech, của hãng Carson, kết nối hoàn toàn không dây ở tần số RF là 433.92 MHz. Còn cái báo ga này á thì là nó báo động độc lập tại chỗ thôi nha các anh chị. Trong ví dụ như là mình có thể là báo cái trong khoảng cách trong cái phòng, ví dụ như là ngang 5 dài 4 ha, thì cái khoảng cách đó thì các anh chị là vừa đủ để nghe được cái âm thanh, và cái tần số đó là khoảng là 85 decibel ha. Rồi các anh chị thấy cái đèn nó có ba cái đèn, thứ nhất là đèn power,
cái đèn ga khí ga và cái đèn khí CO. Và cái đèn này nó đang chớp liên tục, nghĩa là nó đang trong quá trình khởi động. Sau khi khởi động xong thì là cái đèn này nó sẽ tắt, nó không có chớp nữa, nó vào chế độ hoạt động. Và để test cái đầu báo này thì mình sẽ sử dụng ở đây là một cái mẹt ha. Thì mình sẽ cò cái ga vào đây ha, để cho nó nhận tín hiệu và nó báo. Thì trong khi chờ đợi nó khởi động thì mình cũng xin nói thêm, đây là cái nút khiến khẩn cấp personal ha. Cái nút khẩn này được nó mang tên là personal alarm. Đây là nút khiến khẩn cấp cá nhân. Nút khiến khẩn này là chi là để trang bị cho những chị em phụ nữ hoặc là trẻ em cao tuổi. Mình khi mình đi chợ ha, mình đi chợ hoặc mình đi trên đường, mình nên phòng trang phòng hai cái nút khiến khẩn này, để khi trường hợp có kẻ cướp kẻ xấu sẽ đến thì các anh chị có thể là bấm vào cái nút này, mình chĩa vào trong cái con mắt của nó ha, và nó cảnh báo nó hú lên để mình có khả năng mình chạy trốn được ha. Đó, đây là nút khiến khẩn cảnh báo cá nhân nha. Đó, khi mình bấm lên thì ngay lập tức là cái còi nó hú lên và cái đèn nó chết. Đó, đây mình bấm lại nha, các anh chị bấm vào nút này nè. Đây ha, và nó chớp đèn lên như thế này, và cái gì bấm một cái nữa nó tắt. Rồi, chức năng thứ hai nữa là chức năng dùng để mình gọi đèn cho nó sáng ha. Mình bấm ở đây cái thì cái đèn nó sáng lên đây, bấm cái thì nó sáng đứng ha, rồi bấm một cái nữa nó tắt. Đó, đây là rồi vâng, xin thưa các anh chị, cái báo ga này nó đã khởi động xong rồi. Sau khi khởi động xong thì cái đèn power nó đã sáng và hai cái đèn ga và cái đèn CO nó tắt đi ha. Thì bây giờ mình có thể test, đây là cái nút test của nó. Bây giờ mình muốn kiểm tra xem là nó hoạt động cái âm lượng thế nào, mình có thể bấm vào nút test này. Đó. Rồi, bây giờ cái thứ hai. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái quẹt ga ha, mình sẽ phun cái gói khí ga vào trong đây nha các anh chị. Đây có máy lạnh đó. Để mình biết được khi có rò rỉ khí ga. Và với cái này thì cái này thì nó sẽ hú còi lớn hơn khi mà các chị kết nối với lại những cái còi có dây, ví dụ như cái còi S626 hoặc cái còi H207, hoặc là các chị kết nối với lại những cái trung tâm Picotech 8003, 8959 gạ tem, thì các chị sẽ có được cái cảnh báo qua điện thoại rất là hay. Vâng, thì mình vừa test xong cái đầu báo ga, thì mình nhận thấy là thiết bị là báo động rất là nhạy ha. Khi mình vừa cho một cái lượng ga của bình quẹt vào thì ngay lập tức là cái đầu báo nó hú lên liền nha. Đó, và nó phát ra một cái âm thanh khoảng 85 decibel. Về độ nhạy thì mình đánh giá như vậy là rất là tốt. Và theo mình thì các anh chị kinh doanh về bình ga, bếp ga hoặc là mỗi nhà của chúng ta nên trang bị một cái báo ga như thế này. Để mình bảo vệ, thứ nhất là mình bảo vệ về tài sản và bảo vệ về tính mạng của chúng ta ha. Và để cho cũng như các anh chị biết là câu slogan của công ty Nano á, là Nano được thành lập ra là để cho cuộc sống mình được an toàn hơn và được tiện nghi hơn đó. Vâng, và cái phần thứ hai là chương trình là khuyến mãi của công ty Nano nha các anh chị. Thì hiện tại Nano cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn.